Asrita Furman, người được coi là vị vua của các kỷ lục, mới đây lại tiếp tục lập nên kỷ lục mới khi đập vỡ 31 quả bí ngô chỉ bằng một chiếc búa và dùng miệng bắt hơn 40 miếng bắp rang vị caramel trong vòng một phút. Furman chia sẻ, ông khá hài lòng với kỷ lục vừa lập được. Đây là kỷ lục đập vỡ nhiều quả bí ngô chỉ trong vòng một phút. Trước đây đã có kỷ lục đập 15 quả trong một phút, còn tôi giờ đập được 21 quả và cảm thấy thực sự hạnh phúc không muốn lãng phí chỗ bí ngô vừa lập kỷ lục, ông cho biết chúng sẽ được thu lại và đem đi làm bánh pizza. Fuman hiện giữ hơn 200 kỷ lục Guinness và có lẽ danh sách các kỷ lục của ông trong tương lai sẽ còn dài thêm với nhiều thành tích độc đáo khác.